Rồi ok hello anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online anh em nhé Và hôm nay thì mình sẽ lên cho anh em cái lối build gọi là pháp sư nguyên tố uh, cho anh em Tại vì mình cũng đang build và nói chung đánh khá là khỏe Và mình nghĩ anh em có thể sử dụng class này chơi ở season 2 từ season 2 này thì những class intelligent hệ in ấy hoặc là hệ chí lực ấy những dòng pháp sư ấy hoặc là những con nhân vật nào chơi theo dòng chí lực ấy rất là bá đạo luôn cực kỳ mạnh luôn nên là anh em có thể chơi và đây là một cái lát khởi đầu tốt và anh em có thể lên hồng ngọc cho dù là nó đã 300 tầng rồi thì cho anh em thì chắc có lẽ là tối nay mình sẽ cho hát thêm ha chứ mà mình hiện tại đang leo tới tầng khoảng uh, 226 khá là chiêu hơn, anh em nhẹ nhàng lắm chưa chết phát nào nói chung là không chết được trừ khi là mình tính sai đam của cái 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 nhẫn thôi cái nhẫn này lâu lâu thì mình kiểu như mà mình bị không uh, tập trung thì mình không không chịu hồi máu thì mình chết tại vì cái nhẫn này là cái nhẫn nó sẽ chia đam ra hiểu không anh em rồi, đến với biêu ngày hôm nay thì nó sẽ có rất là nhiều cái mới mẻ cho anh em ha. Trước mắt thì mình sẽ test sát thương thử cho anh em. Đây là xác thương chuẩn của nó nha. Đầu tiên là mình sẽ chưởng. Để có thể lên được sát thương của nó thì chúng ta sẽ cần một khoảng thời gian á để nó dồn á và class này nó có cả xuyên giáp nữa ha. Nó có cả xuyên giáp nữa, nó có cả sát thương điện, sát thương lửa, sát thương băng được chưa nè. Và nếu như anh em chơi theo hướng sát thương băng nó sẽ rất là mạnh luôn. Hiện tại thì đối với cái con nhân vật của mình á đang ở cái mức độ là một cái lối biêu và là anh em có thể build theo có thể build theo được tại vì còn rất là nhiều cái điểm để cho nó mạnh hơn nữa cho nên em thấy là sát thương của mình đã lên tới khoảng 200m DPS rồi được nè và nếu anh em chăm chỉ farm hoặc là Bill đồ build duyên á thì nó có thể lên hơn như thế này nữa được chưa anh em dám chắc với anh em luôn tại vì chưa hết sức mạnh của nó đâu ví dụ nha ví dụ như nha ví dụ như anh em build con này thì mình sẽ cố gắng làm sao mình có một con chip 7 con chip 7 là đẹp nhất nếu mà chip 7 là ngon nhất ha còn trường hợp mà bản thân mình À, với lại những anh em nào mà ví dụ không có nhiều thời gian thì mình chơi chip năm thôi chip năm ít nhất là chip năm ít nhất là chip năm tại lý do là mình sẽ nhận được rất là nhiều cái lợi ích từ những cái uh, cái chip năm thì mình nói đơn giản thôi cái chip năm khi mà mình gắn vào thì mình sẽ có một cái duyên này một duyên này một duyên này anh em đọc ở đây kỹ nè đây gắn chip từng thủ nhân đôi cộng hai khi trên vũ khí có từng thủ nhân đôi điểm gắn kết khác trên vũ khí cộng một được chưa anh em có nghĩa là khi mà anh em thêm vào thì chúng ta sẽ có thêm được những cái tân thủ những cái duy khác ví dụ chi chiến lực và nếu như anh em gọi là có chip bảy á thì chúng ta sẽ có uh, gọi là đủ ba hồ phù thủy ba tân thủ nhân đôi ba chi chiến lực của bác, chúng ta sẽ biểu đồ rất là đơn giản ở đây là do là mình chỉ có hai duy hai hồn đại phù thủy thôi nên là mình phải lấy một cái dây chuyền mình bù vào và dây chuyền nếu anh em farm dây chuyền của con uh, con này mà muốn ngon á anh em farm dây chuyền băng nha dây chuyền băng là ngon nhất mát binh nhất luôn ha còn duyên hai thì tùy như hai tùy yếu start ngon là được. Còn không mình nói duyên hai à, lấy lấy duyên một là tim mắt thần băng là đẹp nhất ha. Thì để cho dễ hiểu thì mình sẽ gỡ đồ ra cho anh em xem. Mục đích chính của chip 5. Về chip 5 thì chúng ta sẽ có duyên phần như sau. Đây, chip 5 thì chúng ta sẽ có ba tân thủ nhân đôi, hai hồn đại phù thủy và hai chuyên chí lực. Và như vậy thì chúng ta chỉ cần một chuyên chí lực nữa thôi hoặc là một chuyên chí lực và một chuyên chí lực khắc thần nữa thôi là chúng ta đã mát rồi ha. Cố gắng ít nhất vào chip 5 thì nó mới mát xuống, nó mới mạnh được. Còn nếu anh em muốn mạnh nữa, chip 7 chứ lên ha thứ bảy thì chúng ta sẽ full ba viên được chơi nè rồi bây giờ mình mặc đồ vào thì đối với cái lô biểu này thì mình không hề sử dụng hồn bốt nhiều mình sẽ sử dụng mỗi cái hồn của con là một thủy thôi tại vì không cần thiết tại vì mùa này á đồ nó rất là nhiều tắt bá đạo ví dụ như tát đồ mà mình lượm ở dưới mát đó mình lượm hoặc là mình đi ra cha mà chìa khóa nó rất là bá nên là mình sẽ dùng luôn ha mình dùng luôn nên là ngon cũng không cần thiết là phải nhiều hồn bốt đâu nói chung anh em cũng hiểu đơn giản thôi mình chỉ cần tát ngon Và duyên ngon là ok rồi Hồn bố là phụ Có không tốt không có thì không sao không? Tùy lối chơi nữa Rồi Về mặt duyên phận thì con này nó sẽ có những cái duyên phận gì Và có gì mới thì mình sẽ thông báo luôn cho anh em nha Đầu tiên á, là ở đây mình sẽ có một cái nhẫn bậc thầy thủ thuật Cơ bản là nhiều anh em chê là mùa này nó không có cái nhẫn nào ngon Thì nó thật anh em là nhẫn này rất là ngon Trường hợp anh em sợ chết Anh em sợ chết thì mình sẽ pha một cái nhẫn bậc thầy thủ thuật Sau đó thì cái duyên tùy thôi cái duyên thì còn tùy tùy vào cái việc mục đích của anh em bill là cái gì ví dụ như ở đây giả sử như là mình thích thì mình có thể bill là à, mình có thể farm cái những những bậc thầy à, đánh nhau á cái là tăng sát thương toàn bộ á bảy mươi thì mình có thể farm cái đó kết hợp với hai một cái đột tính hoặc là mình có thể pha uh, farm cái những đây là cái những xanh này mình có thể farm bậc thầy tướng thương này mình có thể kết hợp chung với à, duyên hai là duyên à, thi chuyển tiềm năng cũng được nói chung là rất là nhiều thứ thì tiềm năng là cái duyên này nè anh em thì nó sẽ tốt rất là tốt luôn á rất là ngon luôn á nó mà ở đây thì mình dùng bảo kích thuộc tính cũng được nha để để đỡ tập à, bảo kích nên cái mình lấy ở đây cũng được nha anh em nói chung là có cái cái này rất là ngon rồi thì cái này đơn giản thôi ví dụ anh em bị một ngàn sát thương thì nó sẽ chia ra ba lần là mỗi lần 333 sát thương và lúc đó anh em sẽ không bị sốc sát thương rồi tiếp theo là hồn đại phù thủy nha hồn đại phù thủy thì chúng ta sẽ tận dụng cái con chip năm hiện tại mình có chip 5 thôi nên nó có chip 7 chúng ta sẽ ba hồ đại bù thủy không cần thêm mối khác ở đây của chip 5 thì mình sẽ có hai hồ đại bù thủy và thêm một cái đây nữa là một cái đại bù thủy nữa là chúng ta sẽ có ba chip thì cái chip này nó có một cái cái, cái duyên này có một cái điểm hay á là khi mình đủ ba thì nó sẽ đổi 50% mươi trí lực thành nhanh nhạy và như anh em thấy đây trí lực của mình đang ở hai thì mình cũng được một nghìn nhanh nhạy và điểm nhanh nhạy thì nó sẽ cho anh em cái tỷ lệ bầu kích đánh trúng sát xuất né đòn mà tăng máu nữa nên là rất là ngon ở đây có thể build một cái mà được hai được em là lý do tại sao mà nên build cái vũ khí này đấy rồi về duyên mận kế tiếp thì đó là tân thủ nhân đôi tân thủ nhân đôi thì nó là ba cái cái này rất quan trọng những kỹ năng của uh, pháp sư nguyên tố đều cần tân thủ nhân đôi cả ha thật ra là có thể build tiến mặt nó thuật nhưng mà ở đây là mình chơi tân thủ nhân đôi là đủ rồi cho em chơi tân thủ nhân đôi đây cái vũ khí nó sẽ lo hết ba cái tân thủ nhân đôi ba chuyên trí lực để được cộng 50% mươi phần trăm trí lực rồi cho anh em rồi, ba thi triển tiềm năng để khi mà mana mình thấp thì mình sẽ được 100 phần trăm 160 sát thương toàn bộ thì cái này tí mình hướng dẫn cái này có sử dụng nha. Rồi, rồi ở đây có một cái tiếp nhỏ nha, tại mình mình sử dụng cái thi triển tiềm năng. Và thi triển tiềm năng thì mình sẽ được sát thương khi nào mà mình gọi là sẽ bị hao mà gọi là mana càng thấp thì mình sát thương toàn bộ mới cao. Nên là để sử dụng cái này thì anh em nhớ là mình sẽ chuyển sang cái trạng thái gọi là lõi tăng áp tinh thần á thì khi mà mình mất năng lượng thì mình sẽ tăng được sức mạnh đó được chưa anh em khi mình sử dụng thì mình sẽ sẽ mạnh hơn và ngoài ra thì mình cũng sẽ được tăng sát thương thêm 20 trăm này nữa ok chưa rồi đơn giản thôi rồi rất là dễ khi mà anh em thấy đây sát thương toàn bộ của mình đang là 112 thì bây giờ mình sẽ làm mọi thứ thôi mình làm mọi thứ rồi mình chữa mình chữa cho nó hao mana nói chung nó sẽ hao mana hơn bình thường nhưng mà anh em đừng có lo tại vì nó sẽ không bao giờ hụt mana đến cái mức gọi là anh em sẽ không có mana sử dụng chiêu đâu mà mình cứ combo thoải mái đi combo tất cả mọi thứ thoải mái đi mana nó sẽ luôn luôn hồi đủ cho anh em nè lý do tại sao nên là sắc thương toàn bộ nên em thấy là mình đã lên 197 Và lý do tại sao thì mình có áo phép ha Áo phép phù hồi năng lượng Mới là chỉ số phù hồi năng lượng của anh em nếu mà cao thì nó sẽ Vừa đủ để anh em bam chiêu luôn Và nhớ hồi chiêu của anh em cũng cao cao một chút nha Tầm 210 là mình thấy là Bam gần như là không có độ trẻ rồi Như anh em thấy nè Anh em thấy không? Mình bam rất là tốt thoải mái Nhiều khi bam mỏi tay luôn tại 4 chiêu nè ba áo phép để anh em có thể tăng được hồi chiêu kỹ năng lên 40% và phù hồi năng lượng 100% một tăng cường chí lực khắc thần thì cái này nó sẽ âm sức mạnh nhưng mà nó sẽ tăng cái chí lực cho anh em 25 phần trăm nữa thì tổng cộng mình sẽ có 75 phần trăm được cho anh em và ở đây mình sẽ có hai bậc kích tục tính thì bậc kích tục tính thì nó đơn giản thôi là sát thương thì nó có thể bảo kích được và nó gây thêm sát thương nha ở đây thì mình chơi hai thôi hoặc là mình không mình không xài cũng được ở cái phiên bản này thì chúng ta không nhất thiết là phải build cái này rồi cho anh em bị chỉ số mình cao ấy, mình có thể bỏ cũng được. Ở đây giả dụ như cái nhẫn này mình lấy bậc thầy thủ thuật và thấy viên đẹp quá nên mình dùng luôn. Start cũng đẹp nên mình dùng luôn. Chứ nếu mà anh em không thích anh em có thể bỏ bảo cái thuộc tính được. Rồi anh em bây giờ trên top là người ta bỏ cái này luôn á. Mùa này người ta bỏ bảo cái thuộc tính được nha. S0 S1 thì chắc chắn là phải có bảo cái thuộc tính như S này thì bỏ được. Và khuếch tán. Khuếch tán là tốt nhất là anh em sẽ có hai cái hoặc là ba cái. Ba cái sẽ tốt hơn và lúc đó thì cái chiêu thức của anh em nó sẽ to và anh em sẽ ném sát thương nó sẽ trúng được nhiều mục tiêu hơn ấy, đúng không? to hơn á rất là ngon và anh em thấy là duyên phần của mình build rất là đơn giản thôi được chưa anh em rồi đồ đẹp thì mình sẽ lấy đồ từ những cái map khác anh em từ những cái map mà mình lượm được trên map á đây những cái đồ này là đồ mình mình lượm với chai thôi anh em không có lấy hồn bốt tại vì mấy cái đồ này thông thường nó sẽ có những cái start rất là đẹp mình lượm ra thì nó có sẵn stat để kích thêm rất là ngon ha đây hoặc là những cái đồ ví dụ như địa kích này đấy điện kích điện kích thêm hồi tiêu kỹ năng nè sát thương lửa sát thương điện kích để mấy cái đồ là mấy đồ mình cũng đúc cũng tương đối nhiều mới ra được anh em còn vũ khí thì mình cũng sẽ tập trung vào sát thương đồng bộ sát thương điện kích phân tắc cũng được sát thương đóng băng thêm thật ra là bên mình hơi bị lót sát thương đóng băng á sát thương đóng băng mùa này mạnh lắm sát thương đóng băng mùa này rất là mạnh anh em có thể thay đổi bằng cái dây chuyền à, uh, băng nha diên băng để mạnh hơn bảo kích băng rất là mạnh cho anh em rồi về cách gọi là tăng điểm tăng điểm thì anh em tăng theo mình nhé tăng điểm tăng thêm mình nhé ở đây mình sẽ tăng 3 thuận gió 3 điểm và thuật gọi sấm 4 điểm và hòa quan bảo tố 4 điểm và băng nổ mà mình nói trước nha cái việc mà tăng mấy cái điểm này anh em có thể giảm bớt lý do là bên mình hiện tại không chơi hướng băng anh em có thể giảm bớt để bút vào những đường khác nhưng mà cái này là tham vọng của mình là về sau mình sẽ farm hay diệt băng nên là mình sẽ tăng luôn ha tăng luôn đây là sát thương đóng băng thêm đấy và xuyên kháng và đây này có thể thấy nó còn cả xuyên kháng điện tích nữa đấy điện kích nữa là sát thương điện đó giảm sát thương điện ở đây thì à, à, giảm kháng anh em nhé còn đây là hào quang bảo tố thì mình tăng full tại vì nó sẽ tăng sát thương đóng băng thêm và điện kích thêm cho mình rất là nhiều ba điểm lấy huấn luyện tính kháng để lấy thêm kháng anh em yên tâm những cái điểm kháng này á nó đều búp cho bản thân anh em và nó cũng sẽ chuyển thành cái uh, start nhé nó chuyển thành những cái sát thương tương ứng với dự sát thương đóng băng ví dụ như 20 20 sát thương đóng băng thì mình sẽ được 10 phần trăm sát thương băng thêm để cho anh em tí mình sẽ nói cái đó sau và trong bản lửa thì chúng ta sẽ bốn lửa hộ thể bốn lửa hộ thể hai điểm hào quang lửa bốn điểm cho tàn để giảm kháng lửa nè giảm kháng lửa nè ba à, điểm núi lửa nhỏ ở đây mình có cộng một ha ba điểm thôi và cho bạn chính thì quan trọng nhất chúng ta sẽ tăng bốn cái điều hòa nguyên tố thì cái này sẽ bút thêm rất nhiều sát thương cho anh em nè và ở đây thì có chip anh em cũng đập luôn nha chưa này quan trọng đập chip vào thì nó sẽ bút rất nhiều sát thương này anh em thấy không băng điện lửa băng điện lửa đó băng điện băng điện lửa rất là nhiều nha rồi tiếp theo là hai điểm và hỏa hỏa lửa lưỡng cực Đấy, gây sát thương là các kiểu anh em á Kèm theo lửa bất thường à, Và này nọ, đóng băng bất thường Nói chung là khi mà anh em chưa băng thì cái chiêu này lợi lắm Còn hiện tại là mình đang tận hưởng từ lửa thôi Được anh em Rồi, 4 điểm vào lăng kính Lăng kính thì nó sẽ giảm kháng Giảm kháng lửa, giảm kháng đóng băng, giảm kháng điện tích Thì cái chiêu này rất quan trọng Khi mà anh em gặp những cái con bốt cho bò Thì nó sẽ giảm kháng Đúng rồi, do anh em sát thương đi xuyên qua Và gây thêm nhiều sát thương nữa Rất là tốt ha rồi kỹ năng chính của chúng ta sẽ là gây sát thương chính là thiên thạch nguyên tố thì cái chiêu này nó sẽ gây cho một lúc ba nguyên tố luôn nên là khi mà anh em có nhiều bonus thì nó sẽ rất là mạnh nên là nó là gây 1 ba sát thương lửa 1.300 sát thương đóng băng và 1 năm sát thương địa kích và dựa theo cường độ phép thuật được chưa anh em và anh em có cường độ thuật càng cao thì càng tốt và cường độ thật cao thì dựa theo chí lực cao Nha, thì anh sẽ mạnh hơn và cuối cùng là bảo tố tinh luyện mình sẽ tăng mát thì cái này chính là cái mình nói đây có nghĩa là khi mà mình À, có kháng đóng băng thì mình sẽ chuyển thành sát thương băng thêm và mình có kháng điện thì nó sẽ trở thành điện kích thêm sát thương điện kích thêm nên là nếu như mà anh em run đồ á thì khi mà anh em gặp những cái ví dụ như là uh, mình kháng điện tích á kháng điện tích á thì mình có thể giữ lại ha uh, mình có kháng đóng băng mình giữ lại nè mình có kháng điện tích bốn chục nè bốn chục là bằng 20% mươi á thứ nhất là mình cho bò thứ hai là mình được 20% mươi trăm uh, sát thương điện kích thêm đấy Start con này rất là dễ về rôn đồ anh em có thể lấy tất cả mọi thứ đầu tiên là hồi chiêu được chiến lực được sát thương lửa được sát thương điện kích được rồi ví dụ ở đây anh thấy điện kích được điện kích được nè đấy vũ khí thì anh em có thể lấy sát thương đóng băng thêm đóng băng ngon nha được nha điện kích toàn bộ toàn bộ là tốt nhất Ờ à, lý do tại sao sát thương toàn bộ nó tốt với class này đơn giản là cái thức tân tầng bộ nó sẽ tính cả điện cả này cả kia luôn là 60 phần trăm thắt bộ này 64 phần trăm đồng bộ này thì nó cũng đồng thời là 64 phần trăm băng 64 phần trăm điện 64 phần trăm thắt lửa là nó búp tất cả mọi thứ luôn nên nó rất là ngon bởi sao sao cái này người ta hay dùng xác tương đồng bộ là vậy ha nó sẽ lời hơn lời nhất cho nên nếu như em có viêm viêm sẽ bé viêm viêm mà ở đây thì mình không có viêm viêm nên mình sử dụng một con bé là con mèo a lương và mình chơi kháng đi búp tốc độ chuyển 20 và ở đây thì mình sẽ hồi mana Hồ mana dựa thêm 10 trăm trí lực ok đó mục đích là như vậy rồi có một cái điểm khác biệt ở đây thì khi mà mình tăng điểm đỉnh cao thì mình sẽ tăng full vào chí lực trước sau đó thì mình tăng vào sức mạnh hay làm được sức mạnh để lấy một số chỉ số ở đây thì mình em thấy là có sát cản đòn có sát thương toàn bộ 16 phần trăm này nên mình tăng và sát thương cản đòn nó giúp cho anh an toàn Thế là mình sẽ tăng 25 sức mạnh 25 sức mạnh còn lại chúng ta sẽ cố gắng là bỏ hết vào trong cái này còn tùy nha ví dụ như anh em chơi thì class khác anh em có thể chọn những cái bút ở đây ví dụ như là xác thương một cái tốc độ di chuyển này Đấy, em cần tốc độ di chuyển nên em bỏ vô. Còn đây thì mình muốn mạnh nên mình đã full trí lực vào. Ha. Ok, tăng điểm dễ, dễ ha. Có một điểm khác nữa là đây, bản chính thì mình sẽ tăng những cái này. Khôi phục năng lượng tối đa, cái này không cần đâu. Mình sẽ tăng về khôi phục HP. Được chưa anh em? Không nên sử dụng hồi năng lượng. Tại vì mình đang chơi thi triển tiềm năng nên là mình sẽ không dùng thi triển năng lượng. Mà mình sẽ dùng hồi máu. Và ở cái này thì mình sẽ tiêu hao năng lượng. Tiêu hao năng lượng để mình có thể... Uh, sử dụng cái duyên gọi là thi triển tiềm năng và cái này thì mình sẽ gây kỹ năng sẽ tăng sát thương tấn công thường ở đây là mình sẽ vừa chữa vừa đánh thường và cái này thì mình sẽ sát thương điều chỉnh 50 phần trăm cho anh em và tiếp theo là sát thương tăng nhưng mà mình sẽ bị ăn đòn nhiều hơn rồi đây là lối build cơ bản bây giờ chắc là chiêu chiêu đánh từng manh ra cho anh em xem nhé hy vọng là không chết rồi ra mình đánh cũng khá là nhàn thôi mỗi tội là như mình đã nói rồi thì cái glass này nó hơi lắc nha bù lại thì ở phiên bản này chúng ta có thể đỡ lắc hơn bằng cách là mình bấm vào trong vật cài đặt ha mình sẽ ẩn cái số sát thương và mình để chế độ tiết kiệm pin thì nó sẽ mượt hơn rất là nhiều và thật sự là nó không quá lắc đâu ok bây giờ mình sẽ đánh thử đi đánh thử rồi mình sẽ gọi quái ra thì mình đánh quái em thấy là đánh quái rất là chiêu thôi đơn giản thôi đánh quái này bình thường đây là đây máu mình đến 10.000 xấu rồi nè 10.000 chí lực mình nhiều quá nên máu mình nhiều Tối nay thì mình sẽ cố gắng đánh lên nhiều nhất có thể thì mình đang leo hồng ngọc Ở bên server tuần túy thì đó là đang level nó đang là tầng 309 309 À Mình nói về chip ha, chip thì mình sẽ dùng một con liệt hồn màu xanh Và một cái hồi máu Hồi máu này thì mình sẽ dùng sữa mô cho quyền xấu nhé Thì căn bản là có gì xài đó thôi, nít này thì mình uh, Cứ băm chip thôi được cái gì hay cái đó thôi, nó xài được, nói chung là xài được giờ đánh quái xong rồi phase hai mình nói tiếp. Đây là đánh quái rất là nhẹ. Nói chung là mình, mình thứ nhất mình châu bò, mình có nhiều nhanh nhạy thì mình có né tránh nữa, mình cũng rất là an toàn. Nhưng mà bản thân mình thì đánh cũng phải cẩn thận một chút và chiêu thức mình cũng ở xa. Mình không nhất thiết là mình phải lao thẳng vào đồ hình địch cả. Mặc dù là mình có thể làm được như vậy, nhưng mà vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Rồi phase một đã xong. Rồi anh em để ý nào, qua phase 2 thì chúng ta sẽ chơi chip liệt hồn kết hợp với lại một cái vũ khí Có bắn và gắn chip bắn Cộng 5 nhé chúng ta sẽ chơi Chích gọi là Gọi liệt hồn ra chơi Đây mình sẽ đổi qua Ô oh, con con heo rừng này dễ Heo rừng này dễ Đây mình sẽ gọi ra 5 con Ok Rồi Trưởng thôi Mình sẽ trưởng thôi Có điểm hay của cái class này là khi mà mình trưởng thì chiêu thức của mình to á Nên là cái lúc mà cái lúc mà nó đủ liệt hồn rồi á mình trưởng mấy cái là xong để ví dụ hoặc là mình có thể gọi liệt hồn bình thường này để chơi nè gọi liệt hồn bình thường mình trưởng đấy rất là đơn giản được chưa nè nói nha anh em có bim bim xài bim bim ngon hơn nha đấy đánh van kira nó nhàn lắm rồi bây giờ tôi chắc là giới thiệu một số chip ngon cho con này một số chip ngon cho con này thứ nhất là anh em sẽ cần một cái con chip hồi máu thì anh em có thể chọn bất kỳ con chip nào anh em có thể chọn bất kỳ con chip nào ví dụ như là con con chip kiểu như là màu màu giống mình đó màu giống mình đó con chip màu này ha màu này một màu, màu, vàng này đúng không và chip liệt hồn thì màu đỏ còn hơn hay sao nhưng mà mình có con màu xanh cao nhất là mình dùng con màu xanh ha còn những cái ngon ví dụ như thuật gọi sấm nè ví dụ như là thiên thạch nguyên tố thiên thạch tố là ngon nhất rồi cái này anh em cố gắng lên 7 lên 8 là mạnh lắm và áo thì chúng ta sẽ lấy điều hòa nguyên tố chip siêu tầng năm thì cái này nó sẽ bóp một lúc ba nguyên tố nên mình hai cái chip này không thể thay thế được rồi chip áo và chip nó là không thể thay thế được rồi còn cái chip này anh em có thể thay thế bất kỳ cái nào anh em cần được chưa anh em đấy rồi chắc hẹn gặp lại anh các đua sau nha khi nào mà mình lên hồng ngọc thì mình sẽ tổng kết lại một video nữa cho anh em nhé bye bye cảm ơn theo dõi à về bút van kira ban kira thì mình nó thật là mình cũng chả chỉnh đâu mình cũng chưa chỉnh đó mình chỉnh thì chắc nó còn mạnh hơn nữa nhưng mà mình chưa chỉnh đó, đây như anh em thấy nè chưa chỉnh nè đấy lăng kính khu vực lôi thần này à, ném cái này ném thêm băng nè rồi cái lửa thì thêm lửa lửa thêm lửa à, ném đá thêm băng lăn kính thì thêm điện <laughs> ok rồi bye bye hẹn gặp lại nên các bước sau nha có theo dõi